Chính trị Campuchia thời hậu Việt Nam. Sau khi Việt Nam hỗ trợ những lực lượng cách mạng và nhân dân Campuchia giải phóng Phnom Penh, đánh lui Khmer Đỏ, đến đầu năm 1981, nước Cộng hòa Nhân dân Campuchia được thành lập. Với Heng Samrin làm chủ tịch nước, Hun Sen làm bộ trưởng Bộ Ngoại giao. Tất nhiên, chính quyền này rất thân với Việt Nam. Hoàng gia Campuchia không có vai trò, vị trí gì trong nhà nước Cộng hòa này. Đương nhiên, phe Bảo Hoàng đứng đầu là Norodom Sihanouk đấu tranh phản kháng. Về quan hệ quốc tế, mặc dù chính quyền mới được một số quốc gia xã hội chủ nghĩa hoặc một số quốc gia trung lập như Ấn Độ công nhận và ủng hộ, nhưng vẫn không được thừa nhận ở các quốc gia phương Tây, ASEAN, Trung Quốc. Thậm chí ghế đại diện của Campuchia tại Liên Hợp Quốc vẫn được dành cho chính quyền đã sụp đổ là Khmer Đỏ. Vào năm 1989, Việt Nam tiến hành rút quân khỏi Campuchia, thì đến năm 1991, Hội nghị Paris về vấn đề Campuchia mới được diễn ra. Đề nghị của các bên tại Campuchia là thành lập một chính quyền liên minh. Khi tiến hành tổng tuyển cử, phe Bảo Hoàng đã chiếm ưu thế hơn so với phe của Hun Sen và Heng Samrin. Hoàng gia Campuchia đã trở lại và Cộng hòa Nhân dân Campuchia trở thành Vương quốc Campuchia, tên gọi như ngày nay. Việt Nam thì có tiêu ngữ độc lập, tự do, hạnh phúc, còn Vương quốc Campuchia có tiêu ngữ tổ quốc, tôn giáo, nhà vua. Điều đó thể hiện nhân dân Campuchia sùng bái, tôn kính nhà vua và hoàng gia đến mức nào. Dù trong công cuộc cứu người dân Campuchia khỏi nạn diệt chủng, hoàng gia Campuchia chẳng có công lao gì, thậm chí lại còn có tội khi hậu thuẫn cho chính quyền Khmer Đỏ trong thời gian đầu. Nhiều người cho rằng nếu cuộc đấu tranh trên mặt trận quân sự giữa hai phe Khmer Đỏ do Trung Quốc hậu thuẫn và Đảng Nhân dân Campuchia được Việt Nam ủng hộ, thì đến giai đoạn này là cuộc đấu tranh trên mặt trận chính trị giữa phe Bảo Hoàng được Trung Quốc ủng hộ và Đảng Nhân dân Campuchia được Việt Nam ủng hộ. Đây chính là cuộc đấu tranh giành ảnh hưởng của Việt Nam và Trung Quốc tại Campuchia, nơi thường được xem là sự tranh giành ảnh hưởng của Việt Nam và Thái Lan trước đây. Phải lưu ý rằng Hoàng gia Campuchia đã có thời gian tị nạn ở Trung Quốc khi Khmer Đỏ cầm quyền, trong khi đó Trung Quốc đã nắm rõ tâm lý của người dân Campuchia trong việc sùng bái Hoàng gia. Dù Hoàng gia đó có tệ thế nào, cái danh vẫn trong lòng người dân. Từ xa xưa, Trung Quốc chính là nơi sinh ra chiêu bài chính trị, nắm thiên tử, lệnh chư hầu, tức là có vua trong tay thì các đảng phái chư hầu ở dưới phải nghe theo. Đảng phái nào phế vua, đảng phái đó mất lòng người dân. Hoàng gia có thể tồn tại lâu hơn các đảng phái nhất thời. Hoàng thân Sihanouk lại cực kỳ thân Trung Quốc. Hầu hết thời gian của cuộc đời ông dành để sống lưu vong tại đây. Khi về già ông cũng dưỡng bệnh và qua đời tại Bắc Kinh. Trung Quốc có quân bài Hoàng gia Campuchia cũng như Tào Tháo nắm được Triều Hán. Năm 1993, Norodom Sihanouk được phục hồi làm quốc vương Campuchia. Nhưng tất cả quyền lực nằm trong tay chính phủ được thành lập sau cuộc bầu cử do Liên Hợp Quốc bảo trợ. Sự ổn định được thiết lập sau cuộc xung đột đã bị lung lay vào năm 1997 bởi một cuộc đảo chính do Hun Sen lãnh đạo chống lại các đảng phái không cộng sản trong chính phủ. Sau khi chính phủ ổn định dưới thời Hun Sen, Campuchia gia nhập Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN vào ngày 30 tháng 4 năm 1999. Trong những năm gần đây, các nỗ lực tái thiết đã tiến triển và dẫn đến một số ổn định về chính trị thông qua chế độ dân chủ đa đảng theo chế độ quân chủ lập hiến. Campuchia trong suốt những năm 2000 vẫn duy trì sự chấp thuận của chính phủ. Các cuộc phỏng vấn với người dân ở nông thôn Campuchia vào năm 2008 cho thấy sự ưa thích đối với một hiện trạng ổn định hơn là sự thay đổi có thể xảy ra bạo lực. Trong thời gian này thì ngoài chính trị, Việt Nam còn có nhiều mặt trận khác phải tranh giành với Trung Quốc tại Campuchia như mặt trận kinh tế, thông tin, ngoại giao. Như các bạn đã biết, khi cả Việt Nam lẫn Trung Quốc đều muốn lấy lòng Campuchia, thì người dân Campuchia chính là những người được hưởng lợi nhiều nhất. Tuy biết điều đó nhưng Việt Nam chúng ta vẫn giữ một thái độ đúng mực với người láng giềng, bởi đó cũng chính là cách chúng ta giữ bình yên cho vùng biên giới phía Tây Nam của Tổ quốc. Còn riêng về Thủ tướng Hun Sen, ông vẫn luôn bày tỏ lòng biết ơn đối với Việt Nam trong việc giúp nhân dân Campuchia thoát khỏi họa diệt chủng, cũng như có những hành động vun đắp cho mối quan hệ với Việt Nam. Nhưng một mặt Hun Sen cũng tỏ ra là một người có bản lĩnh khi luôn đứng giữa quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc, không ngả hẳn về bên nào để chống một bên nào, mà chỉ lựa chọn những điều có lợi cho Campuchia. Về Thủ tướng Hun Sen, tôi sẽ có bài phân tích riêng về ông cũng như những hoạt động của nhân vật này trước, trong và sau cuộc chiến với Khmer Đỏ, đồng thời với đó là những thay đổi trong quan hệ đối với Việt Nam. Rất mong được đồng hành với các bạn trong những bản tin tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại!